Lê Văn Phúc hiện đã là sinh viên năm thứ ba khoa Địa lý, trường Đại học Khoa học Xã hội NV Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời Phúc còn làm phó trưởng ban thường trực mạng lưới tình nguyện quốc gia TNQG, khu vực miền Nam thuộc trung tâm TNQG. Phúc kể đầu năm học lớp 11, khi đang là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, TP, Pleiku, Gia Lai, Phúc nảy ra ý tưởng thành lập một nhóm thiện nguyện sau khi chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh tại bệnh viện. Ý tưởng ban đầu tưởng chừng như vu vơ đến từ một cậu học trò nhưng đã nhận được sự ủng hộ của gần 40 người. Phúc âm thầm vận động từng người mà chẳng dám lên mạng xã hội kêu gọi vì Phúc giấu gia đình, sợ bố mẹ ngăn cấm. Rồi vào đúng ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2018, nhóm từ thiện Fly to Sky ra đời do Phúc làm trưởng nhóm. Và ngay sau đó 3 ngày, nhóm đã thực hiện chương trình thiện nguyện đầu tiên với sự thành công ngoài mong đợi. Phúc đại diện câu lạc bộ trao quà thiện nguyện tại Long An. Giấu gia đình nhưng không có nghĩa là Phúc sao lãng việc học hành. Trái lại, Phúc có niềm đam mê cực lớn với môn địa lý. Trong 2 năm đầu thành lập nhóm cũng là 2 năm học Phúc giật giải 3 kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông môn địa lý và giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh Gia Lai rồi được tuyển thẳng vào đại học. Sau hơn 1 năm hoạt động nhóm, gia đình mới phát hiện Phúc một vai hai việc. Tuy nhiên bố mẹ Phúc không cấm cản mà vẫn ủng hộ, dõi theo hành trình của Phúc. Điều mà bố mẹ Phúc lo lắng là cậu còn trẻ tuổi nên có thể dễ bị những người xấu lợi dụng. Bố mẹ Phúc lo không thừa vì đã có lần Phúc ấn vào đường link của đối tượng xấu nói dối chuyển $100 cho nhóm làm thiện nguyện. Sau đó, bố mẹ Phúc phải bỏ ra 20 triệu đồng để đền bù, đó chính là một bài học rất đắt cho Phúc. Trở thành sinh viên và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, Phúc như cá gặp nước khi có những người bạn chung sức chung lòng để tổ chức được những dự án, sự kiện lớn hơn hướng đến 5 mục tiêu, bao gồm không thiếu nước sạch vệ sinh, không thiếu chăm sóc y tế cơ bản, không thiếu sinh kế, không thiếu giáo dục phổ thông, không thiếu sự hành động mỗi ngày để bảo vệ môi trường. Phúc và các thành viên tại dự án đổi sách lấy cây. Một số dự án của Fly to Sky gây tiếng vang trong suốt thời gian qua như chương trình đổi sách lấy cây là chương trình đầu tiên được trung tâm TNQG bảo trợ, dự án Smile Class lớp học tiếng Anh cho trẻ em ở các mái ấm, dự án tủ sách bồ câu trắng, chiến sĩ nước lọc đều thu hút hàng trăm tình nguyện viên tham gia, ghi nhận sự nỗ lực của nhóm. Tháng 1 năm 2020, nhóm Fly to Sky của Phúc đã trở thành thành viên mạng lưới TNQG, trực thuộc trung tâm TNQG, rồi đến tháng 9 năm 2020, nhóm thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Phúc cho biết Fly to Sky hiện nay hoạt động với 2 chi nhánh trực thuộc là Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh, với khoảng 200 thành viên chính thức, tình nguyện viên dài hạn và hơn 4.000 tình nguyện viên ngắn hạn khắp cả nước. Trong số thành viên chính thức có hơn 80% là học sinh cấp 2 và cấp 3. Tuy chỉ là nhóm thiện nguyện với lực lượng chủ yếu là học sinh, sinh viên nhưng trong năm 2020, nhóm đã vận động được hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ chống dịch COVID-19 cũng như trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch. Trên hành trình thiện nguyện của chàng trai trẻ, Phúc không chỉ nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động mà còn tích cực tập hợp các bạn trẻ tham gia thiện nguyện lâu dài và coi thiện nguyện như hoạt động thường ngày.